Dạ em xin phép kính chào anh chị ạ. Kính thưa anh chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu đến anh chị bộ các cái sản phẩm dược liệu của khu vực rừng Tumorong, con tum. Thì hôm nay thì có cái sâm dây Tumorong anh chị và cái chuối hột rừng. Thì các cái sản phẩm này được anh em họ đi rừng, họ đi lấy hoa lan anh chị, họ lấy gom gom lại, người ta họ về họ phơi khô rồi họ bán lại cho em anh chị. Thì cho nên là cái chất lượng nó rất là tốt chị, đặc biệt là cái dòng sâm này rất là thơm luôn, và cái này thì nó thơm và cái tính dược liệu nó rất là cao anh chị. Thì cách đây 2 hôm thì bên em cũng có bán anh chị, và cô anh chị rất là quan tâm và ủng hộ rất là nhiệt tình của anh chị, và em cũng rất là cảm ơn cô anh chị. Dòng này thì em nghĩ cái mức giá rất là hợp lý, cũng có rất là nhiều cô anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh họ chia sẻ là ở trong đó họ bán cao lắm chị, giá rất là cao so với giá em bán, thì cũng cô chị cũng chia sẻ như thế. Thì cái hồng đánh sâm anh chị hay gọi sâm chay đó, thì cái có rất là nhiều cái công dụng. Thì một trong những cái công dụng mà nổi bật nhất là nó hỗ trợ sức đề kháng, hỗ trợ các chứng mất ngủ anh chị, chống lão hóa gì đó, nhưng rất là nhiều công dụng, tăng cường hệ miễn dịch gì đó, rất là nhiều cái công dụng luôn. Thì cái hồng đẳng sâm này con chị bồi bổ sức khỏe thì cũng rất là tốt này con chị. Con chị có thể là sử dụng là ngâm rượu anh chị, ngâm rượu, hoặc là ngâm rượu thì tụi em ngâm cũng một thời gian cũng lâu rồi anh chị, và uống cũng rất là nhiều lần rồi. Cái màu sắc ra thì màu vàng cực kỳ đẹp như thế này. Thì cái loại này thì cái tính bình, vị ngọt, thơm, thơm không phải là thơm ngào ngạt giống như cái vị thuốc bắc anh chị, và ngọt cũng không phải là ngọt gắt quá, ngọt vừa vừa phải thôi, rất là thích hợp để con chị ngâm rượu này. Nếu con chị không có uống rượu được thì có thể sắc nước uống chị, sắc nước thì mỗi lần tầm 15 đến 20 gram thôi, màu sắc ra cũng tương tự thế này thôi. Đôi khi sắc nước thì nó sẽ ra nhiều chất hơn con chị ngâm rượu nữa, và cũng có thể là con chị hầm với các loại thịt con chị, hoặc là hầm với các loại thịt thì nó sẽ rất là thơm ngon. Thì có chuối hột rừng này, thì cái mức giá bên em bán thì mỗi phần thế này là 0,3 kg, bên em bán với giá 170.000, phí ship 30.000 là 200.000 một phần, thế này tụi em bao ship với anh chị. Thì cái sản phẩm rừng này thì sâm chay này thì anh em họ đi rừng họ gom gom về họ bán của anh chị, hoặc là họ lấy trong rừng tự nhiên á, hoặc là cũng có thể là người ta họ trồng trên rẫy cao của người ta anh chị, người ta thu hái về người ta bán phơi khô rồi người ta bán. Cái này thì tụi em bảo đảm chất lượng của chị, không phải là cái hàng người ta trồng số lượng lớn, trồng ở đất cát đất xốp anh chị, người ta bán thì nó cái chất lượng sâm thì nó sẽ khác, tính chất liệu nó sẽ ít hơn cái loại sâm này. Vì tụi em cũng đã dùng thử rồi anh chị, cái này thơm rất thơm luôn, thơm cực kỳ luôn, và cái này nó hàng nó khác so với cái sâm người ta trồng đất cát đất xốp, thì cái củ nó to và nó người ta phơi khô thì nó sẽ teo tóp lại anh chị, chứ không phải là cái củ thế này thì nó ít đẹp, tuy nhiên thì nó rất là chất lượng, chắc cái củ luôn. Thì cái sâm chay rồi anh chị, sâm chay hay gọi là hồng đằng sâm, mỗi phần 0,3 kg, tôi bán với giá 170.000. Và cái chuối hột rừng anh chị này, hôm bữa thì hai phần tụi em bán còn lại một phần, thì cái dòng này bán rẻ nhưng cũng ít cô chị mua anh chị, 40.000 phần nửa ký của anh chị. Thì cái hồng sâm hôm bữa hết rồi anh chị, hôm nay tụi em sưu tầm thêm này. Thì hôm nay thì bên em cũng có 2 cái phần loại dược liệu tụi em giới thiệu anh chị, cũng rất là cảm ơn, và cảm ơn cô chị đã quan tâm ủng hộ và theo dõi ạ. Tụi em cảm ơn cô chị rất nhiều ạ.